Xin chào khán giả đi anh. Mình sẽ cầm này, xin chào các bạn. Hi. Mình đã làm live channel Love Hải Sơn. Đó, để đi mọi người sẽ cổ vũ. Thật ra, không những là X Channel Love mà ở trong X Channel cũng có rất nhiều cá nhân Love Anh Sơn. Mình không thể tiết lộ. Mọi người ơi, cái ở dưới màu đen là dán như này nhá. Còn cái ở dưới mà màu khác màu trắng. Chúng mình rất là đầu tư về cái khoản gọi là trang trí. Ừ, thì lấy cái đỏ. Đây, nhiều lắm. Mình đặt tận 30 cây cơ. Không biết đăng ký ngoài được bao nhiêu người nhỉ? Mà thế chắc nổi đi đông mà. Cái hôm đấy. Em còn đặt cả sticker dán ở mặt cơ. Ôi, dán cờ vào mặt chứ dán Hải Sơn vào mặt làm gì? Với mỗi cái cây light stick như thế này chúng ta có đèn bên trong bật lên sẽ sáng rực rỡ. Nhưng mà mặt được màu khác không ạ? Đây nha. Chết rồi. Em thấy anh mở được màu đỏ cơ mà. Đấy. Hay là chỉ có... Đấy, có màu đỏ đấy. À, dán. Nhưng mà buổi tối cơ, thế này. Nhưng mà mình xoay khấu mình không lại. Đấy này, mình sẽ cầm cái này, cho anh đỏ. Đấy. Ban ngày mà. Nhưng mà em cứ đoàn sân khấu mình tối. Giống như mình, kiểu mình ra biển đấy. Ra biển thì dơ này không... Không. Sau chiến dịch này mình sẽ về cấm này quật nhau. Chỉ cần để thôi, xong lăn thôi mà. Em vừa làm cái gì đó nhìn không được đẹp lắm. Đây, cái này đi ngồi chụp hình của em. Cái này toàn rút ra cái màu đen rồi. Cái màu đen. Nhưng mà em đang cầm cứ rắn bừa lên là nào.